đậu xuống cành rào để những chiếc gai run rẩy đôi khi ngọn gió hoang bất chợt đùa giỡn bên làn áo mỏng thiếu nữ rồng mình chàng trai rồng mình đôi khi con mưa sao bất chợt dần hơn chút chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi trang trí âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì tiếp tục hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con âm ly đến từ Đức, đó là Telefunken HR3000 Hi-Fi. Con này đến 4 thang, giá kháng 4-16 ohm và cái chất âm con này rất là ngọt ngào quý vị. Đầy đủ hết nha. Con này thì mặt rất là đẹp luôn quý vị, núm nút đầy đủ hết nha, không có bị rơi rớt gì hết nha, đầy đủ hết. Chỉ có cái núm cuối cùng, cái núm này thì cũng ít xài, cái núm này là nó bị gãy rồi do vận chuyển về. Đây, còn lại là đẹp hết nha quý vị. Phần vỏ nhựa ở trên thì phải có vài vết chày ha, vận chuyển. Phía sau là gắn anten rồi cổng vào, hai cổng loa ha, 1-2 ở đây, 4-16 ohm nha mọi người. Giờ em test phần AM ha. Này, mở đất AM. Trong năm qua, anh sống dưới gốc cây này. Phụ cục quân sự, đang làm nghề cơ khí, mỗi ngày thu nhập hơn 300.000. Chuyển qua đường FM ha. Kẽm như tôm, cua, gan động vật, thịt bò, các loại ngũ cốc. Nghiệp cho các nông dân và hợp tác xã tham gia. Và chúng ta có thể tự chọn những cái phím này. Đây, hoạt động hoàn hảo nha. Thì con này với mức giá rất là hợp lý quý vị. Mức giá chỉ có 5.500.000 đồng bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị ha. Lộc Trời mua lại theo giá thị trường. Lộc Trời cùng Ủy ban nhân dân xã thị trấn. 5.500.000 đồng bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha quý vị. Đây, một con âm ly với mức giá rất là hợp lý. Yeah. Telefunken đến 4 sò thang nha. Quý vị có nhu cầu xem nội thất thì liên hệ với em sẽ gửi hình nội thất. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.